ước chỉ là những giải điệu nhạc thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm, những khúc hát yêu thương rào rạt. Bài viết có tựa đề Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 ở Việt Nam, tác giả Như Hồ, được đăng trên Văn hóa Văn nghệ Sài Gòn Nhỏ. Sau hơn 4 tuần cầm cự với căn bệnh Covid-19 tại Việt Nam, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 52 tuổi. Được biết, Phi Nhung nhiễm Covid từ giữa tháng 8 khi chưa nhận được mũi tiêm ngừa nào. Bệnh khởi đầu nhẹ nên gia đình chưa mang đi bệnh viện. Nhưng rồi khi các cơn sốt và khó thở diễn ra mỗi lúc nặng hơn, gia đình đã đưa Phi Nhung vào bệnh viện điều trị. Ca sĩ Phi Nhung bắt đầu nhập viện ở Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 26 tháng 8 và tới nay là tròn 1 tháng 2 ngày cô điều trị tại đây. Suốt nhiều ngày, có lúc chứng bệnh giảm rồi lại tăng, nhiều nghệ sĩ quen biết đã thay nhau đưa tin và cầu nguyện cho Phi Nhung. Trước lúc qua đời một tuần, có vẻ như khả năng phục hồi đang đến. Nhiều anh chị em nghệ sĩ quen biết đã bày tỏ sự vui mừng trên Facebook, hy vọng Phi Nhung sẽ qua khỏi. Thế nhưng, hy vọng tắt dần cho đến lúc 11:30 trưa ngày 28 tháng 9. Được biết, việc nhiễm Covid-19 là do Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại Sài Gòn. Những người tham gia làm việc chung với bếp ăn này cũng thú nhận có tiếp xúc gần với vài ca F0, tức mới vừa bị lây nhiễm. Do sau khi đi xét nghiệm và phát hiện đã dương tính với Covid, Phi Nhung quyết định ở lại Việt Nam điều trị, hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ca sĩ Phi Nhung được chuẩn đoán bị biến chứng nặng COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi. Hệ miễn dịch bị kích thích quá mức khiến cytokine tràn ngập trong máu, gây nên các phản ứng viêm, đông máu, giảm bạch cầu, lympho, thâm nhiễm tế bào đơn nhân, làm các cơ thể suy sụp. Được biết trường hợp của Phi Nhung được quan tâm đặc biệt, được chạy ACMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục nhưng rồi vẫn không qua khỏi. Thông cáo chính thức về sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung được nhóm làm việc thiện nguyện với cô viết có đoạn: thông cáo cuối cùng về sức khỏe của cô. Đã đến lúc Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Nhiều người thương tiếc và nói theo quan niệm dân gian về giới hạn tuổi đời 51 bước qua, 53 bước lại, tính theo âm lịch năm ca sĩ Phi Nhung đang ở tuổi 53. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1969 tại Pleiku, có cha là người Mỹ, mẹ là người Việt. Theo Wikipedia, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến lớp 6, sau đó chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô.
Trước đó, Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam. Từ nhỏ, Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca. Điều này thể hiện trong những nhạc phẩm cô hát sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ từ nhỏ. Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới được 10 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai và cư ngụ tại Tampa, tiểu bang Florida. Cô gặp Gigi Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt, tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ. Khi ấy, Gigi đang lưu diễn ở bang Florida. Nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Gigi đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 1993, cô đã chuyển tới sống ở quận Cam, bang California. Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục, nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh Nữ Hoàng Băng Đĩa. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng Nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, người dẫn chương trình. Sống với nhau còn đừng gian dối, cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, qua đoạn trường rồi không buồn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, do bay khắp nơi theo kiếp luân hồi, hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giai điệu nhạc thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm, những khúc hát yêu thương rào rạt cho lòng người nảy mầm khao khát yêu thương. Nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, lòng tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Và dạy cho chúng ta biết yêu đồng loại,
biết chia sẻ đắng cay ngọt bùi. Người sống với nhau còn đừng gian dối. Cảm ơn cuộc sống đi qua đường dài, có chia ly và có tình yêu ở lại. Dẫu lắm lúc con tim mệt nhoài, trải qua đoạn trường không còn trách ai. Ước chi là áng mây trên trời, tự do bay khắp nơi trong kiếp luân hồi. Hóa thành cơn mưa rơi xuống đời, gieo vào lòng người tháng ngày tươi mát. Ước chi là những giải điệu nhạc, thả vào lòng tối tăm hay nơi bụi bặm. Những khúc hát yêu thương rào rạt, cho lòng người nảy mầm khao khát yêu thương. Nhìn quanh đời sống hôm nay nặng nề, niềm tin với nhau héo hon ê chề. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên đường về. Chính vì những lo toan bộn bề mà nhân ái trong ta quên.